Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hiện bây giờ đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, bây giờ đã gần 8 giờ tối tại Cali rồi. Ở Việt Nam đó các bạn đã bước qua ngày thứ sáu mới đây chúng ta một lần nữa tới cuối tuần này các bạn, rất là nhanh luôn. Và hôm nay đây chủ yếu chúng ta sẽ chú tâm nói về tin tức thôi, chúng ta cũng sẽ không có tâm sự quá nhiều đâu. Và tình hình thì các bạn thấy được là nói chung đã đỡ hơn ngày hôm qua. Chúng ta nhìn thấy được là giá BTC ngày hôm qua đã giảm xuống tới cái mức là 56.500 đô khi mà mọi người lo lắng về chủ tịch John Powell sẽ nói những gì nhưng mà ngay sau đó nó như mà nào mà xem video của thằng ngày hôm qua cũng đã biết là cái giọng điệu của chủ tịch John Powell của Fed thì rất là ôn hòa các bạn không có nhiều hâu như là nhiều người lo lắng đương nhiên ngày hôm qua đó nhiều người vẫn còn đang có cái sự thận trọng hôm qua đó thị trường hồi phục một chút thì đã chia sẻ trong video với các bạn nhưng mà tới ngày hôm nay đó thì sau một ngày thị trường cũng đã có cái sự thoải mái hơn rồi các bạn nói chung đó, chúng ta là biết là hiện bây giờ đó thì Fed không có nghĩ đến việc là tăng lãi suất nhưng mà khi nào giảm đó, thì họ cần thời gian nói chung đó thì thuận thì cảm nhận là chủ tịch John phao rất là muốn giảm lãi suất các bạn ông muốn giảm lãi suất có thể là bạn nói là tại vì liên quan đến cái áp lực chính trị năm nay là cái năm bầu cử tổng thống thì cũng có thể hay là ông thật sự đang lo lắng về suy si thoái tài chính hoặc là cả hai luôn các bạn thì hôm nay chúng ta thấy được là giá của BTC đã tiếp tục hồi phục và trở về cái mức đó lúc mà thường bắt đầu làm video đã đã gần 60.000 đô các bạn chúng ta đã thấy được giá BTC hôm nay đã lên tới 59.940 nhưng mà hiện bây giờ đã ở mức là 59.534 đã hồi phục lại so với cái mức thấp ngày hôm qua chỉ có 56.000 đô mà thôi và hôm nay chúng ta thấy được là vốn hóa đã hồi phục trở lại là 3.9% ở mức là 2,34 nghìn tỷ và đương nhiên không riêng là BTC có có sự hồi phục các bạn chúng ta thấy được là có nhiều altcoin hôm nay đã vẫn tiếp tục xanh ngày hôm qua đó thì khoảng 50% phần trăm của cái số lượng altcoin cũng đã tăng trở lại nhưng mà hôm nay các bạn thấy được thị trường đó là một màu xanh đã có cái sự hồi phục và đương nhiên không riêng là crypto chúng ta nhìn vào thị trường của chứng khoán Hoa Kỳ đi thì hôm nay cũng đã xanh trở lại các bạn nhìn thấy chỉ số Nasdaq đã tăng 151 phần trăm chủ yếu chúng ta có những cái công ty như là Apple đã có những cái báo cáo quý rất là tốt các bạn khiến cho cổ phiếu tăng trở lại chúng ta thấy chỉ số S&P 500 đó thì tăng 0.91 và Dow Jones thì tăng 0.85. Pre-market thì bây giờ đó thì vẫn đang xanh các bạn. Chúng ta thấy được cái hai chỉ số là Dow Futures và Nasdaq Futures thì đều tăng 0.6% và S&P Futures thì tăng khoảng chừng là 0.3%. Hợp đồng của dầu đó thì vẫn dưới 80 đô các bạn. Cái này là tốt tại vì chúng ta thấy được là hợp đồng của dầu đã dưới 80 đô một thời gian dài khoảng chừng một năm rồi các bạn gần đây đó chúng ta thì rồi trong vòng mấy tuần qua đó thì rời khỏi cái mức này ở mức là khoảng 83 đô rồi 86 đô nhưng mà hiện bây giờ đã trở về dưới 80 đô và nếu như mà các bạn muốn thấy lạm phát tiếp tục nguội lại đó thì chúng ta muốn thấy là giá dầu ở cái mức là dưới 80 đô và chúng ta nhìn vào hợp đồng của vàng ngày hôm nay đó thì không thay đổi nhiều các bạn vẫn dưới 2.400 đô bây giờ chúng ta đang đi trở về cái mức là 2.300 đô nói chung đó thì vàng không có tăng trưởng trở lại các bạn sau khi mà giảm trước khi mà có thông tin từ Fed nhưng mà crypto và chứng khoán thì cũng đã có cái sự hồi phục lại và chúng ta cũng có thể thấy được đó ở trên màn hình đây là cái thông tin được chia sẻ bởi Gallup các bạn thì họ đã thống kê cái điều mà nhiều gia đình quan tâm nhất bây giờ đó là cái gì đó chính là đề tài liên quan tới lạm phát các bạn lạm phát và chi tiêu là cái đề tài mà rất nhiều người quan tâm đến cũng đồng nghĩa là chúng ta sẽ thấy được là ở trong cuộc bầu cử này đó thì người ta sẽ quan tâm đến cái đề tài liên quan tới lạm phát các bạn nên hiểu đó là lúc mà mọi thứ điều ổn mọi người Người đều có công an việc làm mọi thứ đó đều đi theo kế hoạch thì người ta sẽ có những cái tư tưởng liên quan đến chính trị liên quan đến cái tư tưởng của thế giới như thế nào thì họ sẽ bỏ phiếu theo tư tưởng của họ nhưng mà khi mọi thứ bắt đầu là khó khăn hơn đó nhất là khi chúng ta nhìn thấy được là có nhiều người thất nghiệp hay là người ta không thể mua nhà được tại vì lãi suất cao người ta không thể đạt được như người ta muốn đó thì người ta sẽ không có hài lòng với lại cái chính quyền hiện tại và đó là điều mà tổng thống joe biden rất lo lắng các bạn cho nên chúng ta thấy được là cái áp lực đối với là chủ tịch John Powell giảm lãi suất rất cực kỳ cao chứ không phải là thấp đâu và sự thật đó là đã đến lúc chủ tịch John Powell cũng phải ra quyết định rồi các bạn một là tăng hai là giảm chứ nếu như mà giữ ngang như vậy cũng không có lợi gì đâu các bạn đã biết là lãi suất được giữ hàng ngang một thời gian rồi và tuy là ngày hôm qua đó, trong cái cuộc họp báo thì chủ tịch John Powell luôn nói là bây giờ lãi suất cũng đã ổn rồi giữ cái mức này để tiếp tục thấm vào trong thị trường nhưng mà rất rõ ràng đó các bạn là chủ tịch John Powell các bạn cứ nghĩ đi chúng ta cũng nên biết là hiện bây giờ đã tuy là phần trăm thất nghiệp vẫn thấp nhưng mà nó có thể tăng bất cứ lúc nào và chúng ta cũng đã nhớ là nhiều lần đã chưa được chọn pao để cập đến là cái mức khoảng chừng là hơn 4%, phần trăm bốn một phần trăm thất nghiệp là cái mức mà họ rất là lo lắng các bạn đã nhìn thấy được là hiện bây giờ đó phần trăm thất nghiệp là 3.8%. phần trăm sáng sớm ngày mai ở hoa kỳ đó là khoảng 5 giờ rưỡi sáng tại cali 7 giờ rưỡi tối tại việt nam chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan đến phần trăm thất nghiệp thì bây giờ đó thì cứ ước tính phần trăm thất nghiệp là ba phần trăm như là cái tháng Trước đó. Thì cái mức này đó rất là thấp trong lịch sử các bạn, nhưng mà bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Và các bạn đã nhớ là có một vài lần cái phần trăm này tăng lên tới 3.9% đã khiến cho thị trường cũng khá là lo lắng rồi. Thì chúng ta thấy được là nếu như mà Fed cứ tiếp tục giữ lãi suất thì chưa chắc là phần trăm thất nghiệp có thể giữ được cái mức này hoài tại vì kinh tế đó ngày đã càng khó khăn hơn đó là sự thật và nó phản ảnh không phải là riêng cảm nghĩ riêng của thuận qua như gì mà thuận thấy hàng ngày mà nó phản ảnh ở trong những chỉ số như là GDP đó chỉ còn phân nửa so với lại cây quý 4 mà thôi các bạn, 3.2 bây giờ GDP quý 1 của Hoa Kỳ chỉ còn có 1.6 đó chính là tổng sản lượng quốc nội. Và chúng ta cũng thấy được là ngay bây giờ đó với lãi suất này thì cái phần trăm khi mà các bạn vay mượn để mà mua nhà ở Hoa Kỳ là ở mức là 7.42%. Thì cái mức này đó có thể các bạn cảm thấy là không nhiều Nhưng mà đối với Hoa Kỳ đó cực kỳ nhiều các bạn để các bạn hiểu rõ hơn Đây là cái biểu đồ để các bạn có thể nhìn thấy được là phần trăm khi mà vay mượn 30 năm để mà mua nhà ở Hoa Kỳ đó Thì bây giờ mức là 7.4 Thì để các bạn hiểu được cái mức này nó cao cỡ nào đó chúng ta phải trả trở về cái thời điểm là khoảng chừng tháng 5 của năm 2001 các bạn Thì chúng ta mới có cái phần trăm lãi suất là, là 7.1, 7.2 2001 bây giờ là năm 2024 có nghĩa là 23 năm qua chúng ta chưa từng thấy cái phần trăm lãi suất mua nhà cao tới như vậy và các bạn có thể nghĩ đi nếu như mà các bạn được sinh ra vào năm 2001 cho tới bây giờ thì cả đời các bạn đó, năm nay các bạn đã 23 tuổi rồi các bạn chưa bao giờ thấy lãi suất cao như vậy và đương nhiên nhiều người nói là trời ơi, hồi xưa lãi suất của người ta còn cao hơn nữa mà người ta vẫn sống được mà thôi nhưng mà có sự khác biệt rất là lớn đó chính là khi xưa chúng ta nên hiểu là cái giá nhà với lại cái mức lương của người dân đó thì nó có cái sự cân bằng tốt hơn để thương cho các bạn một cái ví dụ giả sử như là hồi xưa đó năm 80 đi giá nhà ở Hoa Kỳ trung bình là khoảng 100.000 đô thì cái lương người dân hồi xưa cũng thấp các bạn khoảng chừng là 20.000 thì cái tỷ lệ giữa cái giá nhà và lương đó thì khoảng chừng là 5 lần mà thôi các bạn bây giờ đã người ta có thể làm lương giả sử như là ở Cali đi nhiều người đó vẫn làm lương cỡ chừng là 60-70.000 đô một năm mà cái giá nhà ở Cali đó tùy theo nơi các bạn hiểu được cái giá nhà Cali 1 triệu đô la là chuyện cũng thường nghe nói tới nhất là quận Cam này các bạn một triệu là điều rất là bình thường thì các bạn thấy được là cái khoảng cách nó rất là xa và cái sự tăng giá của nhà so với lại tăng lương không là bao nhiêu thì chúng ta có thể thấy được là cái tình trạng nó rất là khác so với lại cái thời điểm bây giờ cho nên trong vòng bao nhiêu năm qua đó người ta cũng đã làm quen với lại cái lãi suất thấp tại vì giá nhà tăng lên các bạn trong tình hình lãi suất thấp dẫn đến là nhiều người mua nhà dẫn đến giá nhà tăng lên thì giá nhà đã có mức cao rồi mà lãi suất bây giờ lại tăng cao mà giá nhà không xuống mà giá nhà lại tăng lên nữa các bạn tại vì chúng ta đã biết là trong một thời kỳ đại dịch lãi suất giảm xuống rất là thấp chỉ còn khoảng chừng là hai ba phần trăm mà thôi thì những người mà họ mua nhà cách đây vài năm đó thì đúng là cái nhà của họ đã có lợi nhiều rồi nhưng mà họ không thể bán tại vì khi mà họ bán nhà đó rồi thì họ đi mua căn nhà khác lãi suất của họ đã tăng lên rất là nhiều để các bạn có thể hình dung được Thuận cho các bạn một cái ví dụ giả sử như các bạn mua một căn nhà ở quận cam này cái giá trung bình là một triệu đô đi thì một triệu đô các bạn sẽ đặt cọc là 20% là 200 000 Các bạn sẽ đi vay mượn là 800 000 đô Thì thứ nhất để được vay mượn 800 000 đô đó, Thì cái lương các bạn phải rất là cao chứ không phải thấp đâu Thì lãi suất ngày hôm nay đó thông báo là khoảng 7.42% để các bạn vay mượn 30 năm Mà thật ra đó lãi suất của Hoa Kỳ là lãi suất gói đầu của bạn Nghĩa là các bạn sẽ trả hết lãi suất ở cái phần đầu của cái số nợ các bạn Và cái phần sau đó hầu hết thì các bạn chỉ trả vốn mà thôi Họ gọi đó là front loaded interest Có nghĩa là mới đầu đó các bạn trả cho sư các bạn trả 3.000 đi thì 1.000 là tiền vốn 2.000 là tiền lợi rồi từ từ đó cái tiền vốn các bạn sẽ nhiều hơn mỗi lần các bạn trả thì cũng là 3.000 đô nhưng mà sau năm thứ 10 15 nó có thể là các bạn cân bằng cho lại cây tiền lời các bạn chỉ là 1 phần 3 mà thôi tiền vốn là 2 phần 3 và cứ như vậy các bạn trả đủ 30 năm thì các bạn mới có cái phần lãi suất này cho nên nhiều người đó khi mà họ mua nhà xong họ trả 5-6 năm rồi họ đổi nhà họ mới sửng sốt là wow mấy năm qua đó thì không có bao nhiêu tiền vốn trong đó hết phần lớn chỉ là tiền lời mà thôi và chúng ta sẽ không có làm phức tạp quá vấn đề chúng ta chỉ bây giờ chỉ nói đến là một người họ bây giờ nếu như mà họ vay mượn để mua một căn nhà một triệu đô đó thì ở mức lãi suất 7.42 họ phải trả hàng tháng là 5.550 đô cái này là chúng ta chưa tính cái tiền thuế đất hay là chúng ta chưa tính cái tiền bảo hiểm nhà. Và đương nhiên các bạn ở những cái khu mà mới xây đó sẽ có cái tiền gọi là tiền HOA các bạn. Đây là cái tiền mà giống như là quản lý cái khu đó để cho giữ cái giá nhà và làm sạch sẽ cái khu đó. Thì các bạn thấy được là 5.500 đô. Trong khi mà cái người đó đi, giả sử họ đang ở cái nhà hiện tại và họ đã vay mượn cách đây 4 năm và căn nhà hiện tại cũng là một triệu đô thì các bạn được là họ cũng vay mượn 800 ngàn thì mỗi một tháng đó cái mức lãi suất mà họ đã có thể có được cách đây 4 năm, cách đây 4 năm thôi các bạn, hay là 3 năm trước năm 2021 đó là khoảng 3%, thì các bạn nhìn thấy được là cái số tiền mà họ phải chi trả là 3.373, có sự khác biệt rất là lớn các bạn, 3.373 với lại 5.550 đô cùng một căn nhà, cùng một cái giá nhà, chỉ vì lãi suất đã tăng lên dẫn đến là họ phải trả đó khoảng chừng là hơn 60% các bạn, con số rất là lớn và vì lý do đó nhiều người mà thì họ không có thể nào mua nhà được các bạn tại vì thật sự là không thể giới tới được với cái mức lương của họ cái này là cái số mà phải trả hàng tháng sau khi trừ thuế rồi thì để có thể mua được đó phải có hai người có cái thu nhập rất là cao ở Hoa Kỳ. Tại vì ngoài cho tiền này ra các bạn còn phải cộng vào như thường nói là tiền bảo hiểm nhà rồi tới tiền thuế đất nữa. Cho nên nó không có đơn giản đâu các bạn. Và thứ nhì, cái người mà đang có lãi suất thấp đó họ sẽ không muốn dọn đi, dẫn đến giá nhà lại tăng cao. Đây lại là một cái ví dụ nữa các bạn. Thường chia sẻ vài ví dụ với các bạn để các bạn có thể hiểu được cái tình hình bây giờ. Chủ tịch John Powell cũng không thể nhắm mắt mà cứ nói giữ nguyên lãi suất bao nhiêu lần nữa thường không biết. Tại vì chúng ta cũng thấy được là cái lãi suất cao ảnh hưởng đến người dân mua nhà cũng ảnh hưởng đến khi mà chính Phương hoa kỳ bán trái phiếu cũng phải bán với cái mức lãi suất cao các bạn tại vì nếu như không thì đâu có ai mua đâu nếu như mà lãi suất cao cũng đồng nghĩa là hàng năm đó, chính phủ hoa kỳ cũng phải trả cái lãi suất cao luôn dần đến họ lại phải vay mượn thêm nữa cho nên các bạn thấy được là có rất nhiều cái hệ lụy chứ đừng nói đến những cái như là ngân hàng gặp khó khăn những cái bất động sản thương mại gặp khó khăn cái đó chúng ta cũng nói tới khá nhiều rồi thì thu đã từng chia sẻ với các bạn có ví dụ nếu như mà giữ nguyên lãi suất đó thì chẳng khác gì cho được chọn pau tự bịt mắt mình và phía trước ông là một cái vực thẳm và ông cứ bịt mắt và cứ tiến tới tới và mỗi một bước ông tiến tới thì cái nguy hiểm nó tăng càng cao hơn tại vì ông càng tiến tới gần vực thẳm và cái vực thẳm đó chính là suy thoái tài chính các bạn cho nên mỗi một lần mà chủ tịch John Powell ra quyết định để giữ nguyên lãi suất thì cái nguy hiểm nó tăng cao hơn cho lần kế tiếp hy vọng các bạn hiểu thường đang nói gì ở đây cho nên giữ nguyên lãi suất không phải là cách lâu dài đâu và giữ nguyên lãi suất cũng chưa chắc đẩy được lạm phát các bạn. Rất rõ ràng là lạm phát trong vòng 3 tháng qua đã tăng ngược trở lại rồi, lãi suất thì vẫn như vậy nhưng mà phần trăm lạm phát lại tăng ngược trở lại cho nên chưa chắc đẩy lùi được lạm phát. Và lý do tại sao lạm phát tăng thì ông cũng không biết luôn các bạn. Hôm qua ông đã trả lời là bây giờ Fed vẫn chưa hiểu rõ tại sao lạm phát lại tăng trở lại. Họ cần thêm thời gian để mà nghiên cứu thì chưa chắc lạm phát sẽ giảm xuống nhưng mà suy thoái tài chính là chuyện sớm muộn mà thôi. Đó là nếu như mà ông nói là giữ nguyên lãi suất, nếu như mà ông muốn đẩy lạm phát đó thì chỉ có một cách mà thôi bây giờ, đó chính là tăng lãi suất các bạn, tăng lãi suất là cái cách hiệu quả nhất và đã từng được sử dụng trong thời điểm của Paul Volcker và đương nhiên đã phải trả cái giá rất là đắt các bạn, đó chính là suy thoái tài chính, tại vì tình hình bây giờ đã căng, tăng lãi suất đó lại càng căng thêm nữa và hôm nay chưa chia sẻ đầu video, năm nay là năm bầu cử tổng thống, không có tổng thống nào mà đứng là tái ứng cử mà muốn người dân này bỏ phiếu phần lớn đang bị thất nghiệp các bạn họ sẽ không có thích chính quyền hiện tại đâu cho nên đó là một cái khả năng mà chủ tịch John Powell không muốn nhắc tới và hôm qua cũng đã bác bỏ nhiều lần nói là không chúng tôi không nghĩ đến việc tăng lãi suất nhưng mà còn giảm thì sao các bạn giảm lãi suất thì có thể khiến cho nền kinh tế nó hồi phục trở lại có thể là phát triển mạnh hơn nhưng mà cũng sẽ đánh đổi đó chính là người dân chi tiêu nhiều hơn làm phát để tăng ngược trở lại đường nào cũng có khó khăn hết nhưng mà các bạn thấy được là tăng lãi suất đó thì ông không muốn nghĩ đến giữ lãi suất nguyên đó thì các bạn nên hiểu là ông không thể cứ giữ lãi suất cao ở cái mức này mãi mãi được giảm lãi suất đó thì ông cần một cái lý do và cái lý do đó là cái gì các bạn thì các bạn đã nhớ là ông chia sẻ ngày hôm qua cái lý do đó chính là nếu như cho dù lạm phát vẫn còn cao mà nếu như mà tình hình thất nghiệp tăng thì ông sẽ nghĩ đến việc giảm lãi suất. Chúng ta sẽ quan tâm đến phần trăm thất nghiệp ngày mai nhưng mà khả năng cao đó thì vẫn như là tháng trước đó là 3.8%. Còn về cái tình hình của nhà ở đó và bất cứ những cái tài sản khác thì cái câu trả lời đơn giản thôi các bạn. Chỉ có hai cách. Một là chúng ta sẽ thấy được là cái giá nhà phải giảm xuống để phản ảnh cái tình hình của người mua hiện tại. Hai là chúng ta thấy được là cái người mua hiện tại đó phải kiếm thêm tiền có nghĩa là họ phải được tăng lương họ phải có thêm thu nhập có nghĩa là nền kinh tế phải tốt đó là hai cách các bạn có thể là cả hai cùng xảy ra một lúc để chúng ta có được một cái kết quả đâu đó chính giữa nhưng mà một trong hai hoặc là cả hai phải xảy ra chứ không thể mà cứ tiếp tục gì được nữa đó chính là những gì mình muốn chia sẻ đầu video và các bạn cũng đã thấy được trên màn hình một điều thú vị là tùy theo các bạn xem biểu đồ gì đây là một cái biểu đồ liên quan tới cái nguồn tiền gọi là M2 các bạn. M2 là cái nguồn tiền có thể hiểu đơn giản là M1 đó là cái nguồn tiền mặt ở trong thị trường. Các bạn có nghĩ đi tất cả tiền mặt trong thị trường đó chính là M1. Cho chúng ta nói tới là ngoài chỉ tiền mặt ra đó các bạn có tiền gửi tiết kiệm, các bạn có tiền gửi đầu tư ngắn hạn và đây ngân hàng để mà lấy lãi suất đó thì cái tiền đó là được tính trong M2, không phải là tiền mặt nhưng mà tiền các bạn có thể dễ dàng rút ra được. Thì các bạn đang thấy được là từ khi mà Fed quyết tâm để có thể siết chặt trong tiền các bạn thấy được là từ năm 2022 thì chúng ta cũng đã thấy được là có một cái sự suy giảm không hề nhẹ với cái dòng tiền M2. Tại vì sao các bạn? Tại vì họ đang siết chặt dòng tiền mà. Họ siết chặt bằng cách là họ tăng lãi suất khiến cho người dân không có chi tiêu nhiều nữa, kinh tế khó khăn dẫn đến thất nghiệp có thể tăng cao hay là người dân sẽ không có được tăng lương dẫn đến là họ không chi tiêu nhiều được. Và thứ hai nữa là họ bán công trái phiếu và trái phiếu mà họ đã thu trước đây khi mà họ thu đó có nghĩa là họ sẽ tung tiền ở trên thị trường tại vì cái lúc mà mọi thứ bất ổn của thời đại dịch ấy, thì các bạn thấy được là những công ty họ cần vay mượn nhưng mà không ngân hàng nào giống như họ vay mượn hết các bạn nghĩ đi các bạn là một quán ăn hay là các bạn là một cái nơi tập gym hay là các bạn là chính phủ Hoa Kỳ mà các bạn cần vay mượn tiền lúc đó thì những công ty những ngân hàng họ cũng lo thủ lúc đó các bạn họ cũng sẽ không có mua nhiều trái phiếu đâu thì đơn vị mà thu mua đó chính là Fed các bạn và lúc đó là lúc mà họ bơm tiền vào trong thị trường tại vì họ lấy cái giấy nợ đó rồi họ tung tiền ở trên thị trường dẫn đến các bạn nhìn thấy được là cái số lượng giấy nợ mà Fed lưu trữ đó tăng kỷ lục luôn. Các bạn nhìn trên màn hình đó, đây là cái thời điểm trước đại dịch các bạn nó đâu đó ở mức là khoảng 4,1 nghìn tỷ. Đại dịch xảy ra xong các bạn nhìn thấy được là cái tốc độ bơm tiền nó kinh khủng đến nổi mà nó lên tới cái mức cao là gần 9 nghìn tỷ đô la các bạn và sau đó đó khi mà Fed quyết định là siết chặt dòng tiền thì họ sẽ bán những trái phiếu ra ra thu tiền trở về và họ đã làm bắt đầu là từ tháng 3 năm 2022 các bạn mãi tới bây giờ thì các bạn cũng đã thấy được là cái xu hướng của cái đường màu xanh này là giảm xuống bây giờ họ chỉ còn có 7,3 nghìn tỷ giấy nợ mà thôi thì các bạn có thể nhìn thấy được là có một cái thời gian ngắn đó là chính là vào tháng 3 của năm 2023 như là cái tên một năm đó chính là cái lúc mà chúng ta thấy được là nhiều những ngân hàng địa phương gặp vấn đề thì một lần nữa Fed lại phải tung tiền ra trên thị trường cho nên mới có cái sự tăng trưởng này rồi sau đó lại tiếp tục giảm xuống nhưng mà các bạn đã nhớ là trong cuộc họp ngày hôm qua chủ tịch John Powell đã nói là ông sẽ giảm tốc độ bán công trái phiếu ở cái mức là thu nhớ là Trước đó họ bán mỗi tháng là 60 tỷ, bây giờ mỗi tháng họ bán là 25 tỷ mà thôi. Có nghĩa là chúng ta sẽ thấy cái đường màu xanh này vẫn sẽ là cái xu hướng giảm tại vì họ vẫn bán nhưng mà cái tốc độ giảm sẽ từ từ chậm lại các bạn. Và đó cũng là một cái dấu hiệu thả lỏng và chúng ta cũng mới nói tới cái số lượng tiền M2 đó thì các bạn thấy được là cũng như là cái biểu đồ mới đây chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng tiền M2 trên thị trường đã bị thu về nhưng mà chúng ta thấy được là cho đến cái thời điểm mới đây đó thì nó đã chuyển qua thành positive nghĩa là chuyển qua từ âm thành dương rồi các bạn có nghĩa là chúng ta thấy được là cái xu hướng có thể nói là bắt đầu cũng đã chuyển qua là bắt đầu có thêm tiền M12 trên thị trường có nghĩa là tiền trong ngân hàng và tiền mặt ở ngoài đời thật các bạn thì đây cũng là một cái dấu hiệu cho thấy được là đâu đó cái tốc độ in tiền cũng đã dần dần trở lại rồi và có phải là Fed lo lắng liên quan đến suy thoái tài chính hay là ông thật sự lo lắng liên quan đến áp lực chính trị cái đó chỉ ông mới biết mà thôi nhưng mà trong cuộc họp báo ngày hôm qua và những thông tin thường vừa chia sẻ với các bạn thì rất là rõ ràng Chủ tịch John Powell rất là muốn thả lỏng cái dòng tiền hiện bây giờ tại vì đối với ông đó, giữ nguyên lãi suất không có lợi gì hết và chưa chắc có thể đẩy lùi lạm phát nhưng mà vẫn có thể dẫn đến suy thoái tài chính tăng lãi suất thì hầu như là suy thoái tài chính sẽ xảy ra các bạn đó là điều mà chủ tịch Paul Volcker đã làm trước đây và giảm lãi suất hầu như là cái con đường duy nhất mà ông kỳ vọng là giảm lãi suất sẽ không dẫn đến lạm phát tăng cao mà có thể thúc đẩy được cái sự phát triển của nền kinh tế và không có suy thoái tài chính thì đó là cái hy vọng của ông nhưng mà chúng ta không biết được là những tháng tới đây ra những chỉ số phần trăm lạm phát như thế nào nếu như mà phần trăm lạm phát tăng cao ra thì đúng thật sự không biết là ông sẽ có quyết định gì nhưng mà ít ra trong thời điểm này đã, thị trường cũng đã thả lỏng hơn các bạn sau khi mà nghe cái sự chia sẻ đến từ chủ tịch John Powell nhưng mà không chỉ riêng là phé tông Hoa Kỳ gặp vấn đề đâu các bạn có thể nhìn thấy được là ở Nhật Bản đó thì ngân hàng trung Nhật Bản cũng gặp rất nhiều vấn đề gần đây nhất là trong tuần này trong tuần này đã có hai lần liên tục chúng ta nhìn thấy được là đồng Yen của Nhật Bản khi mà so sánh với đồng đô la đã mất giá nhiều năm rồi nhưng mà có thể nói được là kể từ năm 1990 đó thì chưa bao giờ chúng ta thấy cái hiện tượng là một đồng đô la Mỹ đổi ra tới 160 yên mà nó đã xảy ra hai lần các bạn hai lần trong cái tuần này rồi và mỗi lần như vậy đó các bạn thấy được là ngân hàng Trung Nhật Bản cũng đã nhanh chóng can thiệp để mà đẩy lùi cái mức đó và cách mà họ có thể can thiệp đó chính là mua hay là bán đồng yên thì trong trường hợp này đương nhiên là họ muốn bán đồng đô la và mua đồng yên và theo thống kê đó các bạn nhìn thấy được là trong cái đợt đầu tiên họ đã dùng tổng cộng là 5.5 nghìn tỷ yên có nghĩa là tương đương 5.5 là tương đương với khoảng chừng là gần 36 tỷ đô la để họ bán 36 tỷ đô la đồng đô la và mua 36 tỷ đô la đồng yen, đó là cách mà họ đã làm rồi cái lần thứ nhì đó thì dựa theo cái thông tin mới đây thì họ đã chi ra tổng cộng là 22.6 tỷ đồng yen để làm điều tương tự. Vì ngày hôm qua đó đồng yen lại một lần nữa mức giá so với đồng đô la và hướng về cái xu hướng là một đồng đô la là 160 yen các bạn. Thì cái lần này đó dựa theo investing com họ lại phải dùng 22.6 tỷ đô la để cứu lấy đồng yen thì các bạn đã biết là dựa ra thông báo bởi uh, Kobish Letter thì họ chỉ có khoảng chừng là 756.000 tỷ đồng dinh mà thôi, như là khoảng 48.2 tỷ đô la thì nếu như mà những cái thống kê trong tuần này là sự thật đó, thì họ đã dùng hết tiền của ngân hàng trung ương để giữ lấy giá của đồng dinh rồi, nếu như mà chúng ta thấy đồng dinh một lần nữa lại mất giá so với đồng đô la một cách trầm trọng đó, thì không biết họ sẽ lấy tiền đâu ra để mà cứu đồng dinh nữa đó là tình hình uh, kinh tế vĩ mô tôi muốn chia sẻ với các bạn, chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin liên quan đến crypto, thì các bạn đã biết là ngày hôm qua là một ngày mà có cái số lượng tiền rời khỏi những quỹ bitcoin spot ETF ở Hoa Kỳ đó lớn nhất từ trước tới bây giờ. Tổng cộng chúng ta đã nhớ là có hơn nửa nghìn tỷ đô la, nghĩa là thống kê là khoảng 9.782 Bitcoin đã được bán. Các bạn đương nhiên không phải bán ngày hôm qua rồi, tại vì các bạn đã biết là đó là cái thống kê thôi. Thì họ sẽ bán trong vòng một hai ngày tới đây. Thì các bạn đã thấy được là ngày hôm qua ra tình hình rất là tệ khi mà mọi người lo lắng về Fed, thì chúng ta cũng đã thế được là sau khi mà Fed phát biểu đó thì những cái tài sản cũng đã hồi phục trở lại. Chủ yếu là chúng ta nói tới chứng khoán và Bitcoin các bạn chỉ còn vàng chỉ là dầu đó thì vẫn như là ngày hôm qua mà thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy hôm nay đã tình hình đã đỡ rồi. Ngày hôm qua tất cả đều là đỏ hết các bạn, nghĩa là tất cả đều bán hết. Ngay cả Grayscale cũng đã có cái đợt bán lần đầu tiên các bạn từ khi mà có Bitcoin Spot Ether tới bây giờ thì họ đã có 36.9 triệu đô la rời khỏi cái quỹ của Rayscale. Đương nhiên quỹ này là một quỹ mà thu vào rất là nhiều các bạn. Từ trước tới bây giờ họ đã thu vào tổng cộng là hơn 15 tỷ rồi. Thì con số này coi như là nhỏ đó với họ. Chúng ta nhìn thấy được là những cái quỹ khác đó thì cũng có cái số lượng tiền rời khỏi và tổng cộng đó là 563 triệu rời khỏi ngày hôm nay. Chúng ta nhìn thấy được là Rayscale thì vẫn bán như thường ngày nhưng mà lần này thì họ bán 54.9 triệu đô la. Những quỹ còn lại đó thì các bạn thấy ít ra cho tới bây giờ thì không có quỹ nào âm hết các bạn Chúng ta chỉ có một vài quỹ thu vào ngày hôm nay Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được hôm nay đó là âm 34.4% và đó cũng là kết quả cuối cùng các bạn Tại vì BlackRock đó hôm nay cũng là không đô la Nhưng mà ít ra cũng không như ngày hôm qua Chúng ta nhìn thấy được là những quỹ ngày hôm nay họ đã không có tiếp tục bán nữa Và chúng ta có kết quả cuối cùng là âm 34.4% Thì chúng ta cũng nên hiểu đó là những cái quỹ này Họ chỉ là những công ty phát hành cổ phần mà thôi Bán hay mua là do những cái người đầu tư các bạn Và chúng ta cũng nên hiểu là trong bất cứ thị trường nào Chúng ta cũng có những người mà họ không có lòng tin với cái thứ họ đang đầu tư Và họ có thể là hoảng loạn và họ có thể bán cái đó là bình thường mà thôi các bạn nhưng mà quan trọng đó là cái số lượng còn lại là bao nhiêu và thường đã từng chia sẻ như lần với các bạn chúng ta cũng nên hiểu đó thời gian ngắn hạn thì bitcoin spot etf nó chỉ phóng đại tình hình hiện tại mà thôi nếu như mà tình hình tốt đó giống như là mọi người đang fomo thì cái dòng tiền nó sẽ lớn hơn tại vì có thêm tiền đến từ bitcoin spot etf khi mà mọi người hoảng loạn đó thì cũng sẽ có thêm một dòng tiền rời khỏi để chính là dòng tiền từ bitcoin spot etf nó chỉ mang tính chất phóng đại lên mà thôi nhưng mà dài hạn đó thường đã chia sẻ nhiều lần rồi giống như là chúng ta có một số số người đến thị trường này thì không phải ai cũng ở lại dài hạn nhưng mà sẽ có người ở lại các bạn và theo thời gian cái số người đó tăng lên tại vì một người mà có lòng tin mượn chắc với bitcoin rồi đó thì thường không nghĩ là sẽ rời khỏi đâu thường đó thì người ta có thể thay đổi là trước đây người ta không tin người ta trở thành tin khôi nhưng mà thường hầu như không nghe nói tới ai mà tin khôi rồi sau đó chuyển qua là không tin bitcoin các bạn cái đó nó hiếm hơn rất là nhiều cho nên khi mà đã có lòng tin đã ở lại rồi đó thì sẽ tiếp tục ho đồ tiếp tục lưu trữ cho nên cái điều quan trọng đó khi mà các bạn nhìn những cái biểu đồ như là cái biểu đồ của bitcoin ở trên trading view thì khi mà chúng ta zoom ra thì cái mà thường quan tâm không phải là đỉnh của những chu kỳ ở đâu mà cái mà thường quan tâm là là đáy chu kỳ nó nằm ở đâu các bạn tại vì đó là phản ảnh cái số lượng người có lòng tin vào bitcoin tuyệt đối và cái lực mua của họ là bao nhiêu giống như là trong cái đợt vừa rồi đó các bạn nhìn thấy được là giá của BTC giảm xuống tới cái mức là 15.000 đô và không giảm nữa thì đó là cái đáy của chu kỳ vừa rồi chúng ta có thể nhìn thấy được là trước đó nữa đó chúng ta có cái đáy thấp hơn rất nhiều là khoảng chừng là 3.600, 3.700 đô mà thôi vào năm 2018 các bạn cuối năm đó và trước đó nữa đó thì cái chu kỳ trước đó cái đáy là khoảng 200 đô thì rất rõ ràng này các bạn nhìn thấy được là những người mà có lòng tin tuyệt đối vào BTC đó thì họ ngày càng nhiều hơn và cái lực mua của họ ngày càng lớn hơn. dẫn đến chúng ta nhìn thấy được là cái đáy của mỗi chu kỳ tăng lên. Đó là một dấu hiệu cho một tài sản mà có cái sự tăng trưởng dài hạn các bạn. Cái đó rất là quan trọng. Và chúng ta cũng nên hiểu như thế này. Đó chính là liên quan đến tâm lý của thị trường. Có rất nhiều bạn hỏi Thuận đó là Thuận nghĩ sao? Tại sao mà chúng ta nói tới cái năm 2022 đó. Tại sao mà giá xuống tới 15.000 không xuống nữa? Trong khi là nhiều người đang chờ đợi giá xuống 12.000, 10.000, thậm chí dưới 10.000 tại sao mà cá vôi cá mập gì đó không đẩy xuống nữa các bạn nên hiểu đó là để đẩy giá Bitcoin một cái quãng đường dài đó là cần một số tiền khổng lồ và chưa chắc đã thành công. Những cái mà những cá voi hay là những cái người mà họ muốn thao túng thị trường đó, họ muốn làm đó chính là họ cần một số tiền. Số tiền này chỉ đủ để mà đẩy giá Bitcoin xuống đột ngột khoảng chừng là vài ngàn đô mà thôi các bạn. Cùng với là lúc đó những cái tin tức xấu được tung ra hàng loạt dẫn đến mọi người hoảng loạn và chính cái sự hoảng loạn đó dẫn đến người ta bán tháo, dẫn đến là giá giảm liên tục các bạn chứ không phải là tại vì cái bôi xả hàng liên tục đâu tại vì các bạn nên hiểu là họ càng bán thì họ càng lỗ cho nên cái mà họ muốn đó chính là bạn bán họ chỉ muốn bán cái phần đầu mà thôi gây ra cái sự sợ hãi cùng với tin tức hay là dẫn đến cái hiện tượng là bị long squeeze các bạn như là nhiều lệnh đòn bẩy bị thanh lý của một lúc dẫn đến giá giảm mạnh thì đó mới là cái mà họ làm còn lại đó là cái sự hoảng loạn của những người đầu tư thông thường và điều khác các bạn nên hiểu đó là người này hoảng loạn nên giống như các bạn lo lắng các bạn bán thì khi các bạn bán rồi thì cái số bitcoin nó sẽ được thu mua bởi một người khác cái người đó họ chỉ mới mua bitcoin mà thôi họ không có lời cũng không có lỗi các bạn và vì họ chưa có lời chưa có lộ cho nên họ có thể là chịu đựng nếu như Bitcoin xuống nữa có thể là bạn đã giữ Bitcoin bạn thấy được giá giảm 20 phần trăm bạn lo quá rồi bạn bán số lượng Bitcoin đó cái người kế tiếp họ cầm Bitcoin Bitcoin vẫn đang xuống có đây là xuống 10 phần trăm họ vẫn chịu được nhưng mà nếu Bitcoin xuống thêm 10 phần trăm nữa là 20 phần trăm thì họ lại hoảng loạn và họ bán thì cái người kế tiếp giữ Bitcoin đó thì uh, lúc đó Bitcoin đã giảm 40% rồi các bạn Thì người đó cũng mới vừa mua Bitcoin Họ chưa có lời và cũng chưa có lỗ Thì họ có thể chịu đựng được lâu hơn Các bạn có thể thấy được là giá Bitcoin đã tiếp tục xuống Nhưng mà tới một lúc nào đó thì sẽ không có xuống nhiều nữa Và tới một lúc nào đó thì cái người mà mua kế tiếp Thì họ có thể giữ và họ có thể giữ lâu hơn Và thậm chí đó tới một lúc nào đó sẽ đến tay một người mà có đầu tư dài hạn, họ đang trung bình giá cho nên họ cũng không quan tâm nếu như mà giá xuống nữa. Cho nên thị trường điều chỉnh, thị trường tích lũy là những cái thời điểm đó, có thể là không tốt cho nhiều người, nhưng mà đối với một số người đó là thời điểm rất là tốt và cũng là cái sự cần thiết để có cái sự tăng trưởng dài hạn trong thị trường này các bạn. Nhờ như vậy cho nên Bitcoin mới về tay những người mà họ có strong hand các bạn, họ có tay vững chắc hơn, họ nắm chặt việc của mình hơn là những người yếu tay. Cho nên các bạn mới hay nghe thị thị trường này nói là khi mà thị trường rung lắc đó thì những người yếu tài sẽ đưa Bitcoin của mình cho những người mà mạnh tay hơn và từ đó Bitcoin có cái số lượng holder là vững chắc hơn và có thể là từ từ học phục từ đó cho nên chúng ta mới thấy được là giá của BTC đã xuống tới mức nào đó rồi không xuống nữa trong những cái chu kỳ. Và đây cũng là điều mình thường thường hay chia sẻ với các bạn. Tại vì có rất nhiều người đó họ chỉ nói chung chung thôi. Tại vì họ không hiểu Bitcoin, họ không muốn tìm hiểu hay là họ cố tình gây ra cái sự hiểu nhầm trên thị trường. Họ chỉ nói là giá Bitcoin tăng. Tại vì sao? Thì họ chỉ nói là tại vì bạn may mắn mà thôi. May mắn gì các bạn Bitcoin đã làm 15 năm rồi. <laughs> 15 năm qua chúng ta thấy được là Bitcoin luôn có sự tăng trưởng. Tuy là có tăng mạnh rồi điều chỉnh mạnh nhưng mà điều tăng trưởng theo thời gian các bạn và rất rõ ràng là Bitcoin ngày càng được chấp nhận cái đó là không thể chối cãi rồi từ những công ty đến những quốc gia thêm vào đó nữa nhiều người nói đó là Bitcoin tăng tại vì FOMO thôi tại vì người ta FOMO lùa gà vân vân cái đó là đúng một phần nhỏ thôi các bạn Đúng là khi mà Bitcoin tăng mạnh Giống như là lên tới mức là 60 000 Rồi gần đạt cái đỉnh mới là 69 000 Thì lúc đó có nhiều người mới họ nhảy vào mua các bạn Tại vì họ sợ là họ bị mất cái cơ hội Để mà mua Bitcoin với cái mức giá này Nhưng mà họ cũng không hiểu nhiều về Bitcoin Thì cái đó là hoàn toàn đúng Nhưng mà Câu hỏi đó là cái lúc Bitcoin 15.000 đô thì ai FOMO các bạn? lúc Bitcoin 20.000 đô thì ai FOMO? Lúc Bitcoin 34.000 đô thì ai FOMO? Câu trả lời là không phải các bạn. Đó là được mua bởi những người và thật sự có lòng tin dài hạn về BTC. Họ tích lũy ở những cái dùng đó. Và từ đó giá Bitcoin tăng lên theo thời gian. Đó mới là sự thật các bạn. Cho nên ai đó nói là thị trường này đã tăng trưởng tại vì FOMO bơm thổi thôi. Đó là phủ nhận sự thật là thị trường này có rất nhiều người có lòng tin vững chắc. Các bạn nên biết là trong vòng 15 năm qua chúng ta đã trải qua cực kỳ nhiều phết các bạn những cái tin tức mà cực kỳ động trời luôn giống như chúng ta đã nói tới là Mao phá sản vào năm 2013 lúc đó là Bitcoin đó chỉ mới bắt đầu thôi các bạn thì lúc đó nếu như mà đã sụp đổ đã sụp đổ rồi chứ còn không phải là như bây giờ đâu các bạn chúng ta cũng đã trải qua những cái sự kiện của năm 2022 càng trải qua những sự kiện đó đó cộng đồng Bitcoin càng vững chắc hơn thuận nói với các bạn đầu video là chú tâm chia sẻ tin tức các bạn nhưng mà nhiều khi uh, thuận có chấn cho nên tâm xin một chút với các bạn thì có rất nhiều bạn hỏi thuận về tình hình của hồng kông như thế nào thì các bạn thấy được là ở hồng kông đó chúng ta đã có hai ngày giao dịch rồi và hôm nay là ngày thứ ba chúng ta sắp sẽ bắt đầu tại vì hồng kông sắp sẽ mở cửa mà thôi nhưng mà cái volume thì cũng không lạc quan các bạn ngày thứ hai cái volume thì uh, chúng ta nhìn thấy được là khoảng chừng hơn 9 triệu cho tất cả quỹ Bitcoin Spot ETF và Ether Spot ETF trong khi ngày thứ nhất là khoảng 12 triệu các bạn đã nhớ thì cái volume rất là thấp nhưng mà cái số lượng được tích lũy đó bởi những công ty ở Hồng Kông đó các bạn nhìn thấy được là chúng ta có ba công ty lớn đó chính là China AMC, Harvest Bitcoin Spot ETF và Bosia Husky thì đây là cái thống kê họ lưu trữ Bitcoin mà thôi còn Ether đây thường chưa kiếm có nhưng mà các bạn nhìn thấy được là họ lưu trữ đó tổng cộng là dựa theo ho độ 15 capital thì con số mà họ lưu trữ thì không ít các bạn chúng ta nhìn thấy được là họ lưu trữ tổng cộng ba công ty này ra cộng ba cái này lại thì chúng ta thấy được là đâu đó khoảng chừng là 238 triệu đô la thì họ đã mua 238 triệu đô la rồi Chỉ là cái số lượng người mà giao dịch tới bây giờ không có nhiều mà thôi Nhưng mà hôm nay chỉ mới bắt đầu ngày thứ ba thôi Cho họ một chút cơ hội các bạn để xem coi tình hình như thế nào và chúng ta thấy được là Bitcoin đó điều chỉnh vài ngày thì Standard Charter đã bắt đầu có quan điểm bearish các bạn và Standard Charter nói là Bitcoin có thể về khoảng trên năm 50 tới 52 ngàn đô. Các bạn đã nhớ là cách đây vài tuần đó thì Standard Charter nói là 150 ngàn không vấn đề. Và các bạn thấy được là chúng ta cũng có một trong những người mà cũng trong thị trường này nhiều năm các bạn là Peter Brand. Thì Peter Brand các bạn thấy được là ngày hôm qua khi mà giá của BDC giảm á, thì nói là khả năng bull market đã over các bạn, khả năng bull market đã coi như chấm dứt rồi cái khả năng đó là khoảng 25% nhưng mà ngày hôm nay đó khi mà giá hồi phục đó thì ông lại nói là nếu như mà giữ được mức 56.000 đô thì có khả năng đó sẽ hồi phục trở lại và đạt đỉnh mới các bạn đó chính là cái nhận định của Peter Brand thay đổi trong vòng hai ngày qua nhưng mà cám ơn thường chia sẻ ở đây đó không phải là thường muốn chọc quê Peter Brand hay gì hết các bạn tại vì bản thân thường cũng đâu biết tương lai là gì đâu Cám ơn thường muốn chia sẻ ở đây với các bạn đó là chúng ta nên hiểu là những cái nhận định này là những cái nhận định cá nhân mà thôi các bạn chúng ta thường hay nghĩ đến là Peter Brand một người mà có nhiều kinh nghiệm thì đúng là có nhiều kinh nghiệm hay là ngân hàng standard charter là ngân hàng lớn thì cái đó cũng đúng các bạn nhưng mà những gì mà họ chia sẻ đó chỉ là chia sẻ dựa theo những dữ liệu và cái suy nghĩ cá nhân và kinh nghiệm của họ mà thôi nó không có phải là đảm bảo cho tương lai và chúng ta được là những quan điểm này đã thay đổi thường xuyên cho nên như mời nào mà mới đến thị trường đó thì cũng nên hiểu điều này chúng ta cũng xem những tin tức này giống như là một cái gì đó để các bạn hiểu thêm mà thôi chứ nó không phải là chắc chắn tương lai gì hết các bạn tại vì quan điểm có thể được thay đổi Thường nữa thì quan tâm đến đầu tư dài hạn mà thôi và thường quan tâm đến cái nền tảng thị trường này như thế nào và những gì thường tin về bitcoin đó cái đó còn đúng hay là không và nếu như các bạn muốn hỏi là hiện bây giờ đó giá có tích lũy ở mức này một thời gian và thời gian đó bao nhiêu lâu thì dựa theo Bitfinex đó, thì họ nói là giá có thể tích lũy ở cái vùng này khoảng chừng 2 tháng cũng là điều mà không phải là chưa từng xảy ra giá của BTC có thể được tích lũy ở một vùng nào đó 2-3 tháng là bình thường năm ngoái cũng đã tích lũy các bạn nhớ ra đâu đó ở dùng là 30.000 đô một thời gian dài và chúng ta cũng thấy được là với những cái sự điều chỉnh này đó thì chúng ta cũng có những cái sự reset lại những chỉ số như là phần trăm thường có lời. Và chúng ta nhìn thấy được ngay bây giờ đó phần trăm thường có lời ở cái mức là 81.9%. thường thì thích thấy cái phần trăm này nó xuống dưới 80% hơn để có cái sự tăng trưởng bền vững hơn. Nhưng mà ít ra bây giờ chúng ta cũng đã cách xa cái dùng 95% rồi các bạn. Khi mà quá nhiều người có lời đó thì các bạn thì được khả năng lời sẽ rất là cao. Cho nên chúng ta thường hay quan tâm đến phần trăm này. Và chúng ta đã nói rất là nhiều trong vòng khoảng chừng 2 tháng qua rồi các bạn Chỉ số này liên tục nằm trong vùng màu đỏ Chỉ mới rời khỏi trong thời gian gần đây mà thôi các bạn Từ khoảng chừng giữa tháng 4 tới bây giờ Và chúng ta cũng còn vài thông tin khác nữa cũng khá là quan trọng Và chúng ta cũng có những cái tin tức nó lạc quan hơn các bạn Liên quan đến tình hình của Bitcoin Spot ETF Tại vì chúng ta thấy được là tin tốt đó là ngân hàng lớn thứ hai của châu Âu đó chính là ngân hàng BNP Paribas các bạn và ngân hàng này họ đã mua cổ phiếu Bitcoin Smart ETF của BlackRock trong quý 1 Tại vì họ phải thông báo tài chính hàng quý thì đây là điều mà họ đã thông báo thì đó là tin tốt các bạn nhưng mà tin không mấy tốt đó là tuy là họ có mua nhưng mà cái thông báo họ mua là 1030 cổ phiếu của BlackRock với cái giá là 40 đô một cổ phiếu như là họ chỉ mua tổng cộng đâu đó khoảng chừng là 42.000 đô rồi các bạn à, và cái giá hiện tại đó là 58.000 đô thì ít ra họ vẫn còn đang có lãi nhưng mà tuy là không phải là tốt lắm nhưng mà cũng là một cái khởi đầu tốt các bạn hy vọng họ sẽ mua nhiều hơn trong tương lai và chúng ta cũng thấy được là đối với lại BlackRock đó, thì Robert Misnitz thì người này đó cũng đã chia sẻ là họ có lòng tin là những tổ chức tài chính như là quỹ tài sản quốc gia, quỹ hưu trí và quỹ tài trợ có thể bắt đầu đầu tư về Bitcoin Spot ETF trong vài tháng tới. Tại vì trong dòng vài tháng qua đó, những cái quỹ này họ cũng đã tìm hiểu và với sự giúp đỡ của BlackRock họ cũng đã có lòng tin vững chắc hơn về thị trường này. Nhưng mà khi nào họ mới mua ra thì vẫn chưa biết có thể là cần vài tháng nữa để mà chuẩn bị. Nhưng mà khi mà họ bắt đầu mua rồi đó thì đó chính là cái sự bắt đầu của giai đoạn 3 các bạn. Chúng ta cũng đã nói tới là ba giai đoạn của Bitcoin Spot ETF đối với Thuận. Chúng ta đang chứng kiến giai đoạn một. Giai đoạn 1 đó là chủ yếu là mọi người tự tìm hiểu và tự lên sàn chứng khoán tự mua Giai đoạn 2 đó là chúng ta sẽ có những cái tổ chức tư vấn đầu tư Giống như là Morgan Stanley Thì những cái người tư vấn đầu tư đó họ sẽ nói chuyện với khách hàng của họ Để đa dạng hóa một phần vào BTC Cái số tiền đó nó sẽ vững chắc hơn các bạn Tại vì thường đó, đó chỉ là một phần của tài sản của họ mà thôi Giống như là một người nào đó thì mới bắt đầu tìm hiểu Bitcoin Thì có thể là bắt đầu đầu tư một phần trăm, hai phần trăm gì đó tài sản của mình vào Bitcoin mà thôi để xem coi như thế nào thì đó là giai đoạn thứ hai thì nó vẫn chưa có thực sự bắt đầu các bạn chúng ta chỉ mới có những thông tin ban đầu mà thôi nhưng mà nó sẽ tới và giai đoạn 3 đó chính là Bitcoin được thêm vào những cái quỹ hưu trí những cái quỹ tài sản quốc gia thì những cái quỹ này ra này, những cái quỹ mà người ta đầu tư dài hạn các bạn tại vì người ta đầu tư để khi về hưu người ta mới sử dụng tiền hay là một quốc gia họ lưu trữ nhiều tài sản bất động sản có vàng có những quốc gia họ lưu trữ không phải là tại vì họ lưu trữ chờ giá lên để bán các bạn họ lưu trữ để sử dụng khi mà cần thiết thì những cái số tiền đó nó sẽ có cái dòng thời gian đầu tư dài hạn hơn nó sẽ bền vững hơn là giai đoạn một bây giờ giai đoạn một bây giờ là đúng là có nguồn tiền vào nhưng mà cũng có nguồn tiền ra tại vì chủ yếu vẫn là những nhà đầu tư thông thường ở trên phố wall các bạn họ đầu tư vào những cái quỹ này cho nên chúng ta mới thấy được là cái sự dao động cũng có hiện bây giờ giống như là khi mà giá tăng thì tiền vào ạ à, khi mà giá giảm giống hôm qua đó thì tiền ra ạ à, à, các bạn nhưng mà đương nhiên vẫn là một điều tốt dài hạn khi mà chúng ta có thêm người tìm hiểu về bitcoin và vẫn sẽ có người ở lại các bạn không phải ai cũng bỏ chạy đâu và chúng ta cũng thấy được là hiện bây giờ đã đang có một cái hội nghị chúng ta đã nói ngày hôm qua đó chính là hội nghị bitcoin cho doanh nghiệp của Michael Strategy các bạn Thì công ty này đó họ đã tổ chức cái hội nghị và những công ty đều đến để mà tham dự Để coi coi làm sao để có thể tích hợp Bitcoin vào cái chiến lược của công ty họ Để có thể có được cái sự tăng trưởng vốn hóa và cái sự tăng trưởng cổ phiếu Tạo ra nhiều lợi cho cổ đông giống như là Michael strategy đã làm thì các bạn thấy được là cái hội nghị này đó thì có vài điều được chia sẻ ngày hôm nay thì cũng tương tự như là BlackRock các bạn thấy được là trên màn hình ở đây chính là CEO của Michael strategy là Phong Lê nhưng mà Phong Lê đó là CEO nhưng mà chủ tịch của công ty đó chính là Michael Saylor các bạn thì thường Michael Saylor là người khu mặt đại diện cho công ty thì Michael Saylor đó cũng đã chia sẻ như là BlackRock ông tin tưởng là ngay bây giờ càng ngày những cái quốc gia họ càng hiểu thêm về BTC, những công ty lớn họ càng hiểu thêm về BTC và rất rõ ràng là cái sự lo lắng trước đây đó, lo lắng Bitcoin là một cái gì đó khiến cho nền kinh tế họ bất ổn, lo lắng Bitcoin có thể là tranh giành cái vị thế là tiền pháp định của quốc gia của họ những cái lo lắng đó đó ngày lại càng tan biến đi các bạn pháp lý ngày càng rõ ràng hơn cho bitcoin và sự lo lắng đó bây giờ lại trở thành cái sự lo lắng khác đó chính là cái sự lo lắng là vô các bạn sợ bị mất cơ hội đầu tư bị mất cơ hội tích lũy thì điều đó đó đối với michael saylor đã đang diễn ra hiện tại và sớm muộn gì sẽ có thêm nhiều công ty nữa đầu tư về bitcoin đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi và từ đó vốn hóa bitcoin sẽ tăng lên và đối với ông đó, ngay bây giờ nếu nói về cái sự chấp nhận Bitcoin và cái sự đầu tư Bitcoin đến từ những tổ chức đó thì chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cứ thấy đối với một người bình thường đó thì các bạn nhìn thấy Bitcoin đã tồn tại 15 năm rồi thì có thể nếu như nói bây giờ các bạn đầu tư Bitcoin đó thì vẫn còn sớm. Tại vì vẫn chưa có bao nhiêu công ty lớn lưu trữ Bitcoin hết. Chúng ta biết những công ty lớn như là Coinbase hay là Tesla, SpaceX lưu trữ. Nhưng mà những công ty khác đó thì không có. Chúng ta biết tại vì trong báo cáo hàng quý không có nói tới số lượng Bitcoin họ lưu trữ. Nếu như có họ phải báo cáo. Một điều nữa được chia sẻ ngày hôm nay đó là Michael Saylor nói là ông tin Ethereum sẽ được phân loại là chứng khoán và cây quỹ Ether ETF sẽ không được thông qua vào tháng 5 và sau đó đó thì BNB, Solana, XRP và Cardano cũng sẽ cùng chung số phận và đương nhiên các bạn đã biết là Michael Saylor chỉ tức tỷ Bitcoin mà thôi và ông chỉ thích Bitcoin thôi và ông không có thích tất cả những altcoin khác. Ông nghĩ là chỉ cần có Bitcoin duy nhất mà thôi. Cho nên mãi mãi thì chỉ có Bitcoin ETF và không có bất cứ một ETF nào khác. Đó là cái suy nghĩ của Michael Saylor. Thì à, các bạn à, cũng nên hiểu là Michael Saylor đó thì ông có thể hiểu rất nhiều về Bitcoin và thường rất là thích. Nhưng mà về Allcoin đó thì à, Thuận không biết là ông thực sự nghĩ như vậy hay là ông chỉ nói như vậy mà thôi. Tại vì các bạn thấy được là XRP đã được à, công nhận không phải là chứng khoán bởi tòa án rồi. Cho nên à, thường cũng cảm thấy ngạc nhiên khi mà ông cũng à, để XRP trong cái nhóm này luôn và các bạn cũng nên hiểu đó là suy nghĩ của con người sẽ thay đổi cho dù là ông thực sự nghĩ như vậy nhưng mà cũng chưa hẳn là sau này ông sẽ không thay đổi ai cũng vậy hay các bạn các bạn cũng đã thấy được là Michael Saylor đó năm 2013 ở trên Twitter thì ông đã nói là số phận của Bitcoin đã chỉ đếm theo ngày mà thôi và chỉ trong thời gian ngắn tới đây thì Bitcoin sẽ cùng số phận với lại những cái trang web cá cược online nghĩa là sẽ sụp đổ đó các bạn và đó là suy nghĩ của Michael Saylor năm 2013 đương nhiên tới năm 2020 đó thì ông đã hoàn toàn thay đổi rồi 7 năm sau đó ông đã hiểu hơn về Bitcoin thì cũng tương tự các bạn ông cũng có thể là sẽ có sự thay đổi liên quan đến những cái altcoin và Bitcoin quan trọng nhưng mà không có nghĩa là những altcoin không quan trọng đâu các bạn nó cũng là một phần của thị trường này thôi thì đương nhiên tin tưởng Bitcoin rất là lớn Channel này chỉ nói về Bitcoin thôi các bạn, tại vì đó là cái xu hướng chung của thị trường. Nhưng mà những altcoin thì cũng có vị trí của nó. Và nhiều người thì nhìn vào cái thuyết này và cười nhà Michael C nói là Ồ, oh, hồi xưa ông nói như vậy, bây giờ này này đầu tư khôi, Nhưng mà nó cũng bình thường thôi các bạn Tại vì bản thân của Thuận đó, khi xưa cũng nghĩ khôi là lừa đảo Và hầu hết mọi người khi mà biết tới khôi đó, cái phản ứng đầu tiên Nghĩ đó là lừa đảo, cái đó là rất bình thường Các bạn đã nhớ câu chuyện thường chia sẻ rất nhiều lần rồi Hồi xưa đó, hồi năm 2010 lúc đó là thuận còn ở Camarillo các bạn thường ở cái chung cư lúc đó tại vì lúc đó thuận chỉ mới bắt đầu ra trường đi làm khoảng chừng là hai năm thôi vẫn chưa có học xong bằng thạc sĩ nữa các bạn thì lúc đó đó thuận có một người bạn rất là thân người bạn đó tên là Wesley và Wesley đến nhà chơi đó thì hỏi thuận có biết về bitcoin không thuận nói đó thì không biết gì bitcoin các bạn thì Wesley cũng đã giải thích bitcoin như thế nào đào bitcoin ra sao sau đó hai người cùng nhau cười và nói cái này giống như lừa đảo rồi sau đó đó thì thuận không quan tâm nhưng mà Wesley đó thì cũng đã dùng máy laptop các bạn để mà đào lúc đó các bạn đào bitcoin đó, rất là dễ dùng máy laptop cũng được và đào được 6 bitcoin lúc đó thì giá không có nhiều các bạn và lúc đó nó nó thật để mà lưu trữ bitcoin thì không có bí lạnh và không có sàn nào gọi là các bạn uh, tin tưởng hết không có coinbase như là bây giờ đâu lúc đó rất là sớm cho nên tới cuối cùng thì wesley đã ra quyết định là reboot lại cái máy của mình, reset lại các bạn trước khi mà bán cái laptop và dẫn đến là mất hết 6 Bitcoin đó. Cho nên tôi không biết là bao nhiêu Bitcoin thật sự đã mất nhưng mà tôi biết chắc chắn là 6 Bitcoin đó đã mất rồi các bạn không còn biết khóa cá nhân ở đâu hết. Chúng ta nghĩ đến khóa cá nhân bây giờ đó các bạn nghĩ đến đó là một cái gì đó nó cực kỳ quan trọng. Bất cứ ai cũng phải lưu trữ khóa cá nhân nếu không các bạn sẽ mất tiền. Nhưng mà đó không phải là suy nghĩ cách đây nhiều năm rồi các bạn. Năm 2010 hay 2011 đó có những cái trang web tôi nhớ là Satoshi Dice. Tôi nhớ là các bạn có thể lên trên đó rồi các bạn có thể là cá cược online sử dụng Bitcoin các bạn và để cho tiện lợi tại vì không lẽ mỗi lần các bạn cá cược các bạn phải để khoác cái nhân giàu rất là phiền phức trên cái trang web đó các bạn có thể là tạo cái account của mình sau đó các bạn có thể là để khoác cá nhân vào cho mặt cao luôn các bạn <laughs> các bạn có thể nghĩ nó kinh khủng như thế nào khi mà chúng ta nghĩ đến cái sự bảo mật của ngày hôm nay nhưng mà lúc đó là bình thường các bạn mọi người ai cũng muốn tiền lợi thì ok họ để cái khoác cá nhân và cái địa chỉ ví vào trong trang web đó luôn rồi mỗi lần mà họ chơi cái cửa họ chỉ bấm nút mà thôi đó cho nó tự động cho nó dễ các bạn thấy được là nếu như nghĩ như vậy bây giờ các bạn cảm thấy là khá là điên rồ nhưng mà đó là cái cách mà mọi người nghĩ đến Bitcoin khi xưa họ chỉ nghĩ là cái này đó rất là thú vị nhưng mà không biết tương lai ra sao và cũng không phải là đáng giá lắm cho nên không biết bao nhiêu bitcoin đã bị mất rồi các bạn và sau đó Wasti đã trở thành anh em cục chèo với thuận đó là cái câu chuyện tôi đã kể rất nhiều lần rồi và chúng ta cũng thấy được bản thân thuận thay đổi Michael Saylor cũng đã thay đổi thì trong tương lai hoàn toàn có thể là Michael Saylor sẽ thay đổi về cái cách nhìn của ông về thị trường altcoin ai biết được các bạn nhưng mà đó là suy nghĩ hiện giờ của ông chúng ta thấy được là Coinbase hôm nay cũng đã báo cáo doanh thu thì rất là tốt các bạn tốt hơn mong đợi doanh thu của họ là 1.64 tỷ so với dự kiến là 1.34 tỷ thì một phần của lợi nhuận họ sẽ dùng để mà mua bitcoin các bạn không chỉ riêng là công ty Coinbase mà công ty blog của Jack Dorsey đó cũng đã thông báo ngày hôm nay họ sẽ sử dụng 10% tổng lợi nhuận từ các sản phẩm Bitcoin để mà mua Bitcoin hàng quý các bạn. Và trong quý 1 đó thì những sản phẩm mà họ bán liên quan tới Bitcoin đó thu về tổng cộng là 80 triệu đô la có nghĩa là họ sẽ sử dụng khoảng chừng 8 triệu để mà mua Bitcoin và hiện giờ họ đang ho đầu tổng cộng là 8 tám BTC cho công ty Block này. Thì các bạn đã biết là Jack Dorsey trước đây đó là CEO của hai công ty Twitter và công ty Block trước đây gọi là tôi nhớ là công ty Square đó thì bây giờ họ chuyển thành Block tại bị họ chỉ quan tâm đến Bitcoin mà thôi. Thì chúng ta sẽ được là lại thêm một công ty nữa họ cam kết sử dụng 10% lợi nhuận để có thể thu mua Bitcoin và công ty khác nữa chính là Tether các bạn và Tether đương nhiên đã có một cái quý một rất là tốt nghĩa là họ sẽ sử dụng một số tiền để mà mua Bitcoin luôn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit OKX, XM, 4E, Binance, Alinex và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sao giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn